cần phải gánh chịu tai ương. Khi quê hương đứng bên bờ đầy dịch dịch, cùng chung tay ngăn ngừa loài Covid, dòng máu lạc hồng quyết đẩy dịch dịch lui xa. Lòng ta không nào núng như chiến công xưa anh dùng, đã giang lần điện biên phủ trên không, thế trận lòng dân vững chắc như đồng. Đều tung tin chấp hành nghiêm khuyên cáo tuyên truyền, dịch đến rồi sẽ qua. Đại dịch đang chờ trước bùng lên trên từng nẻo đường góc. Son sắc niềm tin trong mỗi trái tim hồng, nghĩa đáng tình dân chung sướng chung lòng, thương anh bộ đội dằm sương đồi nắng, mắt đỏ tâm quần canh gác tuần tra. Thầm lặng sông pha, chẳng ngại hiểm nguy dành sự sống cho người. Sáng mãi nụ cười gương phụ nữ Bắc Giang, góp gạo nuôi quân cùng vào trận chiến. Đồng bào đại dịch điểm nguy đang từng ngày phát tán, phương án chọn ngày tránh lây nhiễm tới cộng đồng. Khai báo cách ly trung thực một lòng, ngăn dịch lây lan mình mà vượt qua tất cả. Vì đồng bào nhân ai đón qua, muốn nguyện một nhà chung lòng mẹ bao la. Dịch qua tiếng tai khôn lường ta ứng phó, gánh giá sẻ chia cùng vượt qua khôn khó. Chung sức đồng hành đại dịch sẽ qua nhanh. Tâm sáng suốt thời ai ơi, ý đàn lòng dân dần sáng ngời, lan tỏa yêu thương nêu gương tốt, đoàn kết kiên cường dịch sẽ rồi đại dịch tan
cuộc đời sáng lạng tổ quốc tươi xanh rạng ngánh dương hồng. Trong lúc nguy nan cầu nhân nghĩa đơm nồng, trường lớp chờ ươm mầm xanh đất nước, mắt mẹ già tôi không nhớ chờ con, sân khấu sáng đèn nghệ sĩ được thấy.